Xin chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ năm, 1 tháng 8 năm 2013. Chương trình phát hình của bản tin qua tình đốn gồm có phần tin đáng chú ý, phần nhận định của bình luận gia đại dương, phần phỏng vấn đặc biệt của Thanh Trúc với luật sư Nguyễn Hoàng Dũng và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Trung Cộng lên án thường viện Hoa Kỳ vì nghị quyết về tranh chấp trên biển Hạ viện chấp thuận dự luật thượng viện về lãi suất nợ vay của sinh viên. Thượng viện hoàn toàn bác bỏ đề nghị ngưng viện trợ Ai Cập. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin Trung Cộng lên án Thượng viện Hoa Kỳ vì nghị quyết về tranh chấp trên biển. Hôm nay, Trung Cộng cho biết họ đã đưa ra khiếu nại chính thức với Hoa Kỳ sau khi Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết bày tỏ quan tâm về những hành vi của Trung Cộng tại vùng tranh chấp Biển Đông và Biển Nam. Nghị quyết của Mỹ được thông qua hôm thứ Hai liệt kê một số thí dụ về sự lo ngại trước hành vi của Trung Cộng, kể cả việc nước này đưa ra một bản đồ chính thức xác nhận vùng tranh chấp biển nằm trong lãnh hải của họ và việc tàu hải giám Trung Cộng tiến vào hải phần tranh chấp với Nhật Bản trên Biển Đông. Trung Cộng đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ đừng xen vào bất cứ vụ tranh chấp nào. Ngoại trưởng Trung Cộng tuyên bố trong một văn bản rằng, nghị quyết được đưa ra bởi một thiểu số thượng nghị sĩ không lưu tâm tới cả lịch sử lẫn lực tế, đổ lỗi vô lý cho Trung Cộng và gửi ra một thông điệp sai lầm. Bản tuyên bố viết tiếp rằng Trung Cộng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và đã thể hiện tính cách nghiêm trọng với phía Hoa Kỳ. Họ yêu cầu các thư nghị sĩ liên hệ hãy tôn trọng thực tế và sửa sai nhằm tránh gây thêm phức tạp cho vấn đề này và tình hình trong vùng. Việc xác nhận chủ quyền của Nhật Bản và Trung Cộng đối với các hòn đảo nhỏ không người ở và vùng hải phận giàu tài nguyên ở Biển Đông cũng như việc Trung Cộng xác nhận chủ quyền trên Biển Nam được xem như là một số nguy cơ an ninh lớn nhất của A Châu. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình nói với Bộ Chính trị của ông ta rằng nước ông ta muốn giải quyết những tranh chấp lãnh hải một cách ôn hòa và qua các cuộc đàm phán, nhưng sẽ không nhân nhượng về chủ quyền và phải xúc tiến khả năng phòng thủ của họ. Mối căng thẳng về biển đã leo thang trong năm nay, với việc Trung Cộng và Nhật Bản vội vã phái phản lực cơ chiến đấu và ra lệnh cho các tàu từng tiểu phải theo dõi nhau, khiến gia tăng lo ngại rằng một tính toán sai lầm có thể đưa tới một cuộc đụng độ rộng lớn hơn. Phi Luật Tân và Việt Nam cũng tố cáo Bắc Kinh đã trở nên hung hăng hơn trong những vụ tranh chấp của họ với Trung Cộng về những vị trí chiến lược và giàu năng lượng trên Biển Nam. Hạ viện thông qua dự luật chế tài Iran để cắt bớt xuất cản dầu hỏa. Hôm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã dễ dàng thông qua dự luật siết chặt các biện pháp chế tài đối với Iran, cho thấy một thông điệp mạnh mẽ dành cho Tehran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi vào nhiều ngày trước khi Tổng thống đắc cử Hassan Rouhani tuyên thệ nhậm chức. Cuộc biểu quyết cũng nêu lên sự chia rẽ gia tăng giữa Quốc hội và chính phủ Obama về chính sách đối với Iran trước các cuộc hội đàm quốc tế về chương trình hạt nhân trong những tháng sắp tới. Một viên chức chính phủ nói rằng tòa bạch ốc trên nguyên tắc không chống lại những chế tài mới, nhưng họ muốn cho ông Rouhani có một cơ hội. Dự luật được thông qua với tỷ số 400 trên 20 phiếu sẽ cắt giảm xuất cản dầu của Iran thêm một triệu thùng mỗi ngày trong một năm cho tới mức gần zero, nhằm giảm bớt việc tuôn đổ ngân quỹ và chương trình hạt nhân. Đây là dự luật chế tài đầu tiên đưa ra con số chính xác về lần xuất cảng dầu của Iran sẽ bị cắt giảm là bao nhiêu. Luật này quy định những hình phạt nặng nề dành cho những người mua không tìm được nguồn cung cấp thay thế, hạn chế số ngân quỹ Iran kiếm được trong các trương mục ở nước ngoài và trừng phạt các nước giao dịch với Iran trong những lĩnh vực kỹ nghệ khác. Những biện pháp hiện tại của Hoa Kỳ và Liên Âu đã giảm bớt xuất cản dầu của Iran khoảng hơn phân nửa của mức trước khi bị chế tài là 2,2 triệu thùng dầu một ngày, gây tổn thất cho Tehran hàng tỷ Mỹ Kim mỗi tháng hầu hết xuất cảng của các thành viên khối OPEC đều hướng về Á Châu là nơi Hoa Kỳ đã làm việc với bốn khách hàng hàng đầu của Iran, gồm Trung Cộng, Ấn Độ, Nhật Bản và Nam Hàn, để thúc khối họ tìm những nguồn cung cấp thay thế. Bốn quốc gia này đã cắt giảm số lượng mua dầu từ Iran vào khoảng hơn 1 phần 5 trong 6 tháng đầu năm nay, cao hơn mức cắt giảm của năm ngoái. Dân biểu Cộng hòa Ed Rice, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện và là người giới thiệu dự luật này, cùng với dân biểu Dân chủ Elliot Elgo nói rằng, Hoa Kỳ không có ưu tiên về an ninh quốc gia nào cao hơn là ngăn chặn một nước Iran trang bị hạt nhân. Dự luật này cũng từ khước cho chính phủ Iran được truy cập vào ngân quỹ dự trữ ở nước ngoài và nhắm mục tiêu vào những nỗ lực của Iran nhằm phá vỡ các biện pháp chế tài quốc tế đối với công việc chuyển giao hàng của họ. Tổng thống Yemen gặp gỡ các thượng nghị sĩ khi Hoa Kỳ cố xét vấn đề tù nhân Guantanamo. Tổng thống Abrabu Mansour Hadi của Yemen đã nói chuyện với các thượng nghị sĩ Mỹ hôm qua để cố thuyết phục Hoa Tinh Đốn cho hồi hương hàng chục tù nhân Yemen từ trại giam Vịnh Guantanamo. Sự kỳ vọng rằng chính phủ Obama đang tiến gần hơn tới mục tiêu từ lâu đã đóng cửa trại tù này đã được nêu lên hồi tuần rồi khi Tòa bà đốc loan báo rằng họ gửi trả hai tù nhân về Algeria trong một cuộc hồi hương đầu tiên trong gần 3 năm qua. Yemen là vấn đề chính đối với việc đóng cửa trại tù Guantanamo vì một số tù nhân từ 56 cho tới 86 đã được thanh lọc để được chuyển đi hay phóng thích là người dân của quốc gia nghèo túng này trên bán đảo Ả Rập nhưng phe cánh Al-Qaeda trong vùng đang hoạt động tại Yemen. Gây lo ngại cho các viên chức Mỹ rằng các tù nhân được phóng thích cuối cùng rồi cũng sẽ gia nhập phe dân quân Hồi giáo. Hồi tháng 5, Tổng thống Barack Obama hứa hẹn chấm dứt lệnh cấm chuyển người Yemen về nước, nhưng không có loan báo nào về việc phóng thích tù nhân được kỳ vọng khi ông gặp gỡ ông Hedi tại Tòa Bà Đốc vào ngày hôm nay. Hạ viện mới đây đã biểu quyết hai lần để ngăn chặn việc chuyển tù nhân tới Yemen, và tại Thượng viện có ít chống đối việc đóng cửa trại tù một số đông đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện, bao gồm cả thượng nghị sĩ John McCain, cũng muốn đóng cửa trại tù này. Hoa Kỳ đã ngưng hồi hương về Yemen trong năm 2010, sau khi một người được dân quân huấn luyện ở đó toàn tính đặt bơm trong một chiếc phi cơ hướng về Mỹ vào năm 2009, với quả bơm được giấu kín trong đồ lót của hắn. Việc chuyển tù nhân về Yemen có thể được tái tục nếu Hoa Thịnh Đốn quyết định cho rằng tân chính phủ nước này đã thực hiện đầy đủ các biện pháp chống Al-Qaeda và làm cho nước này được ổn định. Hạ viện chấp thuận dự luật thượng viện về lãi suất nợ vay của sinh viên. Một dự luật lưỡng đảng giảm bớt phí tổn vay mượn cho hàng triệu sinh viên đã được thông qua Hạ viện vào ngày hôm qua và được chuyển cho Tổng thống Barack Obama ký duyệt. Luật này liên kết lãi suất nợ vay của sinh viên với thị trường tài chính, cung cấp lãi suất thấp hơn cho phần lớn sinh viên hiện giờ nhưng sẽ gia tăng lên cao nếu kinh tế cải thiện như mong đợi. Mặc dù chuẩn bị thông qua dự luật này, nhiều nhà lập pháp đã nói về một cuộc cải tổ rộng lớn hơn của các trường đại học trên toàn quốc để ngăn chặn lệ phí nhanh chóng tăng vọt lên. Sinh viên bậc cử nhân vào mùa thu này sẽ vay tiền với lãi suất 3,9% cho các món nợ vay có và không có phụ cấp. Sinh viên bậc hậu cử nhân sẽ được vay tiền với lãi suất 5,4%. Những lãi suất đó sẽ cố định trong từng năm, nhưng mỗi năm vay tiền có thể tốn kém nhiều hơn năm trước đó. Lãi suất sẽ gia tăng khi kinh tế phát triển và trở thành đắt đỏ hơn cho chính phủ vay tiền. Thế nhưng hiện tại, tiền lời cho học phí, ký túc xá và sách vở sẽ ít tốn kém hơn theo dự luật mà Hạ viện vừa thông qua. Hồi đầu năm nay, Hạ viện đã thông qua một dự luật tương tự như những gì Thượng viện thông qua sau đó. Cả hai phiên bản luật này đều liên kết lãi suất với công khố phiếu 10 năm của Bộ Tài chánh và loại bỏ vai trò của Quốc hội trong việc ấn định lãi suất. Một thẩm phán bác đơn kiện chống lại chính sách di trú. Một vị thẩm phán liên bang đã bác một đơn kiện thách thức chính sách của Tổng thống Barack Obama ngăn chặn việc trục xuất những dây dân trẻ có mặt bất hợp pháp trên nước Mỹ. Thẩm phán Reed O'Connell của US District đã bác đơn kiện vào ngày hôm qua vì thiếu thẩm quyền về vấn đề chủ thể. Một nhóm nhân viên của Cơ quan Thi hành Quan Thế và Di trú hay ICE đã kiện chính phủ hồi năm ngoái để chặn đứng chương trình hành động trì hoãn cho người đến trong tuổi thờ ấu. Họ tranh cãi rằng chính sách này vi phạm luật liên bang và buộc nhân viên ICE phải vi phạm luật bằng cách không bắt giữ một số di dân cư ngụ bất hợp pháp trên nước Mỹ. Chính phủ Obama cho biết chính sách đó sẽ cho phép nhiều di dân trẻ được đưa tới nước Mỹ hồi còn nhỏ, tránh được việc trục xuất cho tới 2 năm và được xin giấy phép làm việc trên nước Mỹ một cách hợp pháp. Chính sách này bị những người chỉ trích mô tả như là sự ân xá ở cửa sau. Thượng viện hoàn toàn bác bỏ đề nghị ngân viện trợ Ai Cập. Hôm qua thượng viện đã hoàn toàn bác bỏ đề nghị chuyển ngân khoản viện trợ cho Ai Cập vào các dự án xây cầu tại Hoa Kỳ sau khi một ứng cử viên tổng thống Cộng hòa tiềm năng và là người được thi Paris ưa chuộng thách thức việc chính phủ Obama từ chối gọi cuộc lật đổ tổng thống Ai Cập là một cuộc đảo chánh quân sự. Bản tu chính của Thượng nghị sĩ Rand Paul đối với dự luật giao thông cho năm tới sẽ ngưng khoảng 1 tỷ rưỡi mi Kim viện trợ quân sự mà Hoa Kỳ cấp cho Ai Cập mỗi năm. Ông Paul viện lẽ luật Hoa Kỳ cấm hầu hết mọi hình thức ủng hộ các quốc gia bị đảo chánh quân sự. Là một sự xác quyết mà chính phủ Mỹ cho rằng sẽ không thực hiện về việc quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hôm 3 tháng 7. Và ông cũng viện dẫn sự thiếu thốn hạ tầng cơ sở Hoa Kỳ, cũng như việc phá sản của Detroit và vụ bạo động ở Chicago để đề nghị đưa lại ngân khoản vào nền kinh tế trong nước. Thượng viện đã biểu quyết với tỷ số 86 trên 13 phiếu để chống lại đề nghị đó, vốn được đầu tiên đề nghị tại Thượng Nghị viện Quốc hội kể từ khi quân đội Ai Cập bắt giữ ông Morsi, đình chỉ hiến pháp và bài trừ tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Một loạt biểu tình chết người đã diễn ra trên một nước có lần đã là đồng minh mạnh mẽ nhất của Hoa Kỳ trong thế giới Hồi giáo, nhưng lại phải đối đầu với cuộc xáo trộn gần như tức thời kể từ cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài Hosni Mubarak hồi năm 2011. Hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tuyên bố với báo chí rằng việc cúp viện trợ có thể đe dọa tới an ninh do Thái và những nỗ lực chống khủng bố của Hoa Kỳ, trong khi việc ủng hộ đề nghị của ông Paul lại có nguy cơ cho thấy ấn tượng rằng Hoa Kỳ thờ ơ với những hành động quân sự. Kính thưa quý khán thính giả, bản tin của Thành Đông xin tạm ngưng nơi đây để kính mời quý vị theo dõi phần thông cáo và quảng cáo.